Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xuất hiện Bixit 1/10/2008 phiên bản touring sang trọng. Honda Bixit 1/10 phiên bản 2008 là cái mẫu xe tay ga ở hạng 1/10cc của Honda. Cái dòng xe này tiếp nối cái sự thành công của chiếc Honda Bixit, nên Honda đã thiết kế lại cái mẫu xe thể thao hơn, đi kèm rất nhiều công nghệ hiện đại khác nhau. Và mới đây, Honda tiếp tục phát triển cái mẫu xe này bằng cách tung ra cái phiên bản touring. Đã có rất nhiều clip liên quan đến cái dòng xe này hoàn toàn mới, từ thiết kế cho tính công nghệ hiện đại đi kèm đều được hãng làm mới hoàn toàn, từ thể thao hơn, hiện đại hơn. Và mới đây, phiên bản touring cũng đã được tung ra thị trường với rất nhiều option khác nhau. Phần đầu ở trước đã được thiết kế kèm theo kính hậu liền mặt, kính chắn gió cao, tạo nét sang trọng cho cái phần đầu xe. Kính chiếu hậu thiết kế dành riêng cho phiên bản Bixit 1/10/2008, nên khi cua quẹo, ghi đông không hề bị vướng víu. Phần đồng hồ ngoài được trang bị một cái đồng hồ full TFT LCD, còn được tích hợp cả màn hình định vị GPS. Để đậm chất touring hơn, cái phần thùng đựng đồ rộng rãi được thiết kế dành riêng cho cái dòng xe này, liền lạc hơn, cũng khiến đèn hậu LED quyến rũ hơn như những bản độ phân khối lớn. Ngoài ra, phần yên còn có cả cái phần dựa lưng cho cả người lái vẫn người ngồi ở phía sau. Cảm ơn bạn theo dõi này hãy kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.